Cho ta chào. Hôm nay bác sĩ cho ta để tiếp tục chia sẻ cho bạn một ca lâm sàng, đó là gắn sứ inlay các bạn nhé. Thì để các bạn biết được những cái trường hợp nào làm inlay sứ, thì ví dụ như trường hợp của anh khách hàng đến với hệ thống nha khoa cho ta của chúng tôi này. Đây các bạn có thể nhìn thấy vị trí sâu rất là lớn này. Đấy, sâu rất là lớn và vỡ hết cả cái góc ở phía trong cùng rồi. Và nếu như cái răng này của bệnh nhân mà làm cái phương án nó là mình mài chụp mài toàn bộ xung quanh cái răng này thì nó sẽ rất là phí. Và như trường hợp này là mình sẽ không cần thiết mình phải mài chụp. Thì bây giờ có cái phương án đó là mình làm onlay sứ. Thì cái hình thức onlay sứ là như thế nào? Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đây cái onlay sứ đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây chỉ là một miếng dán thôi. Một miếng dán bằng sứ thì rất là đơn giản, nhẹ nhàng. Và cái ưu điểm của thằng onlay sứ đây nó gọi là tiết kiệm tối đa toàn bộ cái mô răng của mình và không phải mài chụp toàn bộ và vẫn đảm bảo cái chức năng ăn nhai, vẫn đảm bảo cái chức năng đang ăn nhai rất là tốt các bạn nhé. Thì bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi cái quá trình gắn onlay sứ tại hệ thống nha khoa Zota của chúng tôi. Nếu như các bạn mở gần hệ thống nha khoa Zota của chúng tôi thì các bạn có thể qua một trong các cơ sở tại hệ thống nha khoa Zota của chúng tôi. Còn nếu như các bạn mở xa thì các bạn có thể qua một số các phòng khám có địa chỉ uy tín, ví dụ như là trên biển quảng cáo có bác sĩ tên là gì, giấy phép của sở y tế cấp là số bao nhiêu. Như thế là sẽ đảm bảo cho các bạn về cái quá trình làm chuyên môn và cái vấn đề nữa tiếp theo đó là vấn đề về pháp lý. Và ngoài ra Zota của chúng tôi là cam kết hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng khi sử dụng và trải nghiệm dịch vụ tại hệ thống nha khoa. Bây giờ là chúng tôi là sẽ tiến hành cho chất gắn vào trong cái răng này bạn nhé. Cho vào trong này. Đây các bạn có thể nhìn thấy nhé, bây giờ chúng tôi là sẽ tiến hành cho chất gắn vào là xong. Đấy, một miếng dán rất là nhỏ nhưng mà cái công dụng của nó mang lại rất là lớn các bạn ạ. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành chờ chất gắn cho khô và sau đó mình chỉnh kênh và cho bệnh nhân ra về các bạn nhé. Và theo lịch hẹn tái khám của bác sĩ tại hệ thống nha khoa Zota của chúng tôi. Nhưng như chúng tôi vừa trao đổi là có những trường hợp là mình nên làm cái phương án dàn sứ inlay và onlay. Thì như thế là sẽ tiết kiệm tối đa toàn bộ mô răng và mình không cần phải mài xung quanh thì như thế là sẽ rất là phí các bạn nhé. Nên cái phương án inlay nó là cái phương án hiệu quả nhất và vẫn là đảm bảo bảo tồn cái tối đa cái mô răng của mình. Thế như chúng tôi vừa chia sẻ cái quá trình gắn inlay sứ cho một anh khách hàng đến với hệ thống nha khoa Zota của chúng tôi. Nếu như các bạn mà có tình trạng răng sâu to, vỡ lớn hay là sâu chưa đau thì các bạn có thể qua hệ thống nha khoa Zota của chúng tôi và cứ định kỳ theo khuyến cáo của các bác sĩ nó là 3 đến 6 tháng các bạn đi kiểm tra sức khỏe răng miệng một lần các bạn nhé. Tôi vừa chia sẻ cho bạn cái quá trình gắn inlay sứ cho một anh khách hàng. Nếu như các bạn mà thấy video của chúng tôi là hữu ích cho chính bản thân mình và cho mọi người thân thì hy vọng các bạn có thể là cho bác sĩ Zota của chúng tôi bằng một nút like hay là một nút đăng ký kênh hoặc là một nút chia sẻ để các bác sĩ Zota của chúng tôi là giúp ích được cho nhiều người dân trên đất nước Việt Nam như mình có một hàm răng chắc khỏe hơn các bạn nhé. Một lần nữa Zota xin chào, Zota xin cảm ơn. Nha khoa Zota, răng của bạn như răng của chúng tôi.